Chào mừng các quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên đã tham dự livestream giữa công ty tư vấn du học Visco và Đại học Công lập James Cook Úc, phân viện Singapore hay gọi tắt là Đại học James Cook Singapore. Mình xin giới thiệu đôi nét về công ty tư vấn du học Visco. Như các quý phụ huynh và học sinh cũng biết, Visco là một trong những công ty tư vấn du học uy tín có thâm niên hỗ trợ du học toàn cầu lâu năm ở Việt Nam. Visco có 4 văn phòng đại diện: văn phòng Visco Hà Nội, văn phòng Visco Đà Nẵng, văn phòng Visco Hồ Chí Minh và văn phòng Visco Hải Phòng. Đến với Visco, các em học sinh và sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết cùng với kiến thức nền tảng của bản thân để giành những suất học bổng danh giá và tốt nhất có thể. Visco chuyên về các mảng du học châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á. Với du học châu Á, Visco hỗ trợ các chương trình học tập dài hạn tại Singapore và nổi bật với Đại học James Cook Singapore. Cảm ơn chị Linh Trần đã tham gia chương trình. Mời chị giới thiệu đôi nét về bản thân. Cảm ơn Hường. Xin kính chào toàn thể các quý vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên. Tôi là Linh Trần, đại diện tuyển sinh của trường Đại học Công lập James Cook tại Việt Nam. Tôi đã gắn bó với ngôi trường này được hơn 8 năm nay rồi và hôm nay thì xin được thay mặt cho toàn bộ ban giám hiệu cũng như đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường xin gửi tới quý vị và các em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn công ty tư vấn du học Visco. Cô Hường đang ngồi cạnh tôi đây đã tổ chức cái buổi livestream trực tuyến ngày hôm nay để tôi có thể gặp gỡ quý vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên để chia sẻ những thông tin về trường Đại học Công lập James Cook tới quý vị và các em. Cảm ơn chị Linh Trần. Mời chị giới thiệu về Đại học James Cook Singapore. Trường Đại học James Cook của chúng tôi được mang tên một nhà thám hiểm người Anh, là người đầu tiên đặt chân tới vùng biển phía đông của nước Úc. Trường được thành lập vào năm 1970 với phân viện đầu tiên đó là phân viện Townsville, tiếp đến vào năm 1986 phân viện Cairns. Hai phân viện này của chúng tôi đều nằm tại bang Queensland của Úc với khí hậu rất là ôn hòa, nhiệt độ luôn dao động từ 10 cho tới 30 độ hàng năm. Tiếp đến vào năm 2003 phân viện tại Singapore. Về tất cả các chuyên ngành thì trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi nằm trong top 2% các trường đại học đứng hàng đầu trên thế giới, top 200, và đặc biệt đối với chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn thì ở trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi là một trong 12 trường tốt nhất trên thế giới về đào tạo chuyên ngành này, top 12. Nếu tính riêng trong khối nước Úc thì trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi là trường dẫn đầu về nghiên cứu và top thứ 9 tại nước Úc. Đối với khối các trường đại học trẻ, năng động, có tuổi đời 50 trên toàn thế giới thì trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi là trường đại học top thứ 28 trên toàn thế giới, top 28. Đối với khối các trường đại học hiện đại trên toàn thế giới thì trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi là trường đại học hiện đại thứ 50 trên toàn thế giới, top 50. Đó là một số thông tin cơ bản nhất về trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi. Cảm ơn chị Linh Trần. Rõ ràng là Đại học Công lập James Cook Úc, phân viện Singapore nổi tiếng với chương trình đào tạo hàn lâm, trải nghiệm đại học sôi động và yêu cầu đầu vào chặt chẽ. Vậy chị Linh Trần có thể chia sẻ lý do tại sao Đại học James Cook Singapore lại khác biệt so với các trường đại học khác tại Singapore? Cảm ơn Hường. Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại Singapore thì tính đến thời điểm hiện nay, trường Đại học Công lập James Cook của chúng tôi vẫn là trường đại học công lập đầu tiên và duy nhất của chính phủ Úc có khu học xá đặt tại Singapore. Và cũng tại Singapore, chúng tôi là ngôi trường duy nhất được chính phủ Singapore chứng nhận là University, hay còn gọi là trường đại học cho hệ ngoài công lập. Và chúng tôi cũng là ngôi trường duy nhất tại đảo quốc Sư Tử, hai lần liên tiếp đạt giải thưởng EduTrusta. Đây là giải thưởng cao cấp nhất của chính phủ Singapore dành cho một ngôi trường đạt chất lượng tốt nhất về đào tạo và chính sách quản lý sinh viên nghiêm ngặt nhất. Đối với các chương trình học thuật thì cũng tại Singapore, chúng tôi là ngôi trường duy nhất có chương trình đào tạo cử nhân trong vòng 2 năm và thạc sĩ trong vòng 1 năm. Và đặc biệt đối với cái hệ cử nhân kinh doanh thì các em sinh viên quốc tế sẽ được phép học cùng một lúc trong cùng một khoảng thời gian cùng một mức học phí hai chuyên ngành. Và khi tốt nghiệp, bằng của các em sẽ là bằng song ngành. Và chắc chắn tốt nghiệp với một tấm bằng song ngành thì sẽ mang lại nhiều điều lợi ích cho các em, bởi vì các em có thể dễ dàng tìm được việc làm hơn và dễ dàng thành đạt trong sự nghiệp về sau hơn.
Và cũng tại Singapore thì chúng tôi là ngôi trường duy nhất có chương trình đào tạo tiếng Anh được chứng nhận bởi Tổ chức Thẩm định Chất lượng Giảng dạy Tiếng Anh trên Toàn cầu DS. Và chúng tôi cũng là ngôi trường duy nhất tại đảo quốc Sư Tử có chương trình đào tạo tâm lý được chứng nhận bởi Hiệp hội Tâm lý Công của Úc, hay còn gọi là APEC. Và chúng tôi cũng là ngôi trường duy nhất tại Singapore có chương trình đào tạo Thạc sĩ Quy hoạch và Thiết kế Đô thị được chứng nhận bởi Viện Quy hoạch của Úc. Và đặc biệt chúng tôi là ngôi trường duy nhất tại Singapore đưa ra chương trình kết nối phân viện, tức là sinh viên theo học tại Đại học Công lập James Cook Singapore sẽ được phép chuyển tiếp ít nhất từ 1 đến 2 học kỳ sang một trong hai phân viện còn lại của chúng tôi tại Úc với mức học phí như tại Singapore, hoặc tham gia vào cái chương trình trao đổi sinh viên tới các trường đại học thân thiết của Đại học Công lập James Cook tại khắp các năm châu trên toàn thế giới. Cảm ơn chị Linh Trần. Rõ ràng là đại học ở hệ thống ngoài công lập thì trường đại học James Cook Singapore là trường duy nhất đạt vị trí đại học đủ năng lực để đào tạo trực tiếp các chương trình cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ. Vậy chị có thể chia sẻ vào thời điểm nào các em học sinh sinh viên Việt Nam có thể đăng ký nhập học tại đại học James Cook Singapore? Cảm ơn Hương, tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Đăng ký nhập học tại Đại học Công lập James Cook Singapore của chúng tôi được chia ra thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là dành cho các em học sinh hoàn thành xong lớp 11 ở Việt Nam của chúng ta. Nếu như các em có điểm trung bình các môn lớp 11 đạt ít nhất từ 6.0 trở lên, IELTS đạt ít nhất 5.5, các điểm thành phần không thấp hơn 5.0, hoặc hoàn thành xong level 2 của khóa tiếng Anh tại Đại học Công lập James Cook, hoặc pass cái bài kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào của nhà trường tại văn phòng công ty tư vấn du học ISCO thì các em sẽ được vào thẳng chương trình dự bị đại học có thời gian học là 8 tháng được chia thành 2 học kỳ với 10 môn học. Sau đó thì các em sẽ vào chương trình cử nhân trong vòng 2 năm, hoặc sau khi hoàn thành xong chương trình cử nhân mà nếu muốn học thêm lên thạc sĩ thì các em sẽ học thêm 1 năm nữa là các em đã có bằng thạc sĩ. Và tôi xin lưu ý đây, hiện tại đây là một cái lộ trình học tập rất là thông minh, rất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho các em, bởi vì đến năm 21 tuổi là các em đã có bằng thạc sĩ rồi. Và theo số liệu thống kê thì đi theo cái lộ trình học này thì sẽ giúp các em ra trường sớm hơn so với cái việc du học tại các quốc gia khác hay là việc học tập tại Việt Nam của chúng ta sớm ít nhất từ 3 cho tới 5 năm. Tiếp đến nữa là nhóm đối tượng thứ hai là dành cho các em hoàn thành xong lớp 12 của Việt Nam chúng ta với điểm trung bình các môn đạt ít nhất từ 6.0 đến 7.4 và điểm IELTS đạt ít nhất 5.5, các điểm thành phần không thấp hơn 5.0 thì các em sẽ được vào thẳng các cái chương trình cao đẳng hoặc là đại học của chúng tôi có thời gian học là 2 năm. Và tiếp đến nữa là dành cho nhóm đối tượng thứ ba là các em hoàn thành xong chương trình đại học ở Việt Nam có điểm IELTS đạt ít nhất 6.5, các điểm thành phần không thấp hơn 6.0 thì các em có thể được vào thẳng cái chương trình thạc sĩ tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi có thời gian học là 1 năm được chia thành 3 học kỳ. Và đối với chương trình cử nhân thì toàn bộ các cái khóa cử nhân tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi đều có thời gian học là 2 năm và có rất là nhiều các cái chuyên ngành, rất là nhiều các cái khoa để các em lựa chọn, chẳng hạn như là cử nhân về kinh doanh, cử nhân kinh doanh và khoa học môi trường, cử nhân về công nghệ thông tin, cử nhân về tâm lý. Và tôi xin lưu ý thêm riêng về cái bậc cử nhân kinh doanh thì có rất là nhiều các chuyên ngành như sau: cử nhân kinh doanh chuyên về quản trị du lịch và khách sạn, cử nhân kinh doanh chuyên về quản lý sự kiện và thể thao, cử nhân kinh doanh chuyên về kinh doanh quốc tế, cử nhân kinh doanh chuyên về thông tin thực tiễn trong kinh doanh, cử nhân kinh doanh chuyên về quản lý tài chính, cử nhân kinh doanh chuyên về tài chính ngân hàng, cử nhân kinh doanh chuyên về kế toán, cử nhân kinh doanh chuyên về marketing, cử nhân kinh doanh chuyên về quản trị kinh doanh. Và có một cái chuyên ngành rất mới mà hiện tại đang rất là thu hút đông các em sinh viên quốc tế, đó là cử nhân về du lịch, quản trị nhà hàng và sự kiện. Đây có thể nói rằng là một cái khóa học mới tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi. Khóa học này thì sẽ kết hợp 3 lĩnh vực thành một chuyên ngành đào tạo. Và xuyên suốt khóa học thì các em sinh viên quốc tế sẽ được trang bị những
kiến thức và những cái kỹ năng về việc điều hành kinh doanh du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và sự kiện, với trọng tâm là để giúp các em có thể điều hành được một cái tổ hợp kinh doanh hiệu quả trong một tương lai gần. Và tôi xin lưu ý thêm, đối với cái bậc cử nhân kinh doanh của chúng tôi thì các em hoàn toàn được phép đăng ký trong cùng một khoảng thời gian, cùng một mức học phí, cùng 24 môn học, và các em sẽ học song ngành, ngoại trừ cái chuyên ngành kế toán trong cái bậc cử nhân kinh doanh của chúng tôi. Và như vậy thì khi tốt nghiệp, bằng của các em sẽ là bằng song ngành nhé. Và đối với chương trình thạc sĩ thì chúng tôi cũng có nhiều bậc thạc sĩ để sinh viên có thể lựa chọn: thạc sĩ về quản trị kinh doanh, thạc sĩ về công nghệ thông tin, thạc sĩ về quản trị du lịch và khách sạn. Trong cái chuyên ngành về thạc sĩ quản trị kinh doanh thì có rất là nhiều các cái chuyên ngành để các em có thể lựa chọn, chẳng hạn như thạc sĩ quản trị kinh doanh chung, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về dữ liệu trong kinh doanh, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về marketing, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về quản trị nguồn nhân lực, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về quản trị nhà hàng, khách sạn và sự kiện. Và ngoài ra thì các em học sinh sinh viên Việt Nam của chúng ta có thể lựa chọn theo học bằng thạc sĩ kép, tức là hai bằng thạc sĩ riêng biệt, đó là thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh, hoặc là thạc sĩ quản trị du lịch và khách sạn học cùng với thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và tôi xin quý vị và các em lưu ý rằng chương trình thạc sĩ đơn tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi thì có thời gian học là 1 năm, được chia thành 3 học kỳ với 12 môn học. Còn chương trình thạc sĩ kép thì các em sẽ học thêm 1 học kỳ, tức là 4 học kỳ trong vòng 16 tháng với 16 môn học. Đó là các cái chuyên ngành học và cái thời điểm để các em học sinh sinh viên Việt Nam có thể đăng ký theo học tại Đại học Công lập James Cook Singapore của chúng tôi. Cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của chị Linh Trần. Rõ ràng là có những bạn học sinh sinh viên rất là muốn tham gia du học Úc, nhưng tuy nhiên cái hồ sơ tài chính còn chưa thật sự là mạnh. Trong khi đó thì Đại học James Cook Singapore nổi tiếng với chương trình học tập tại Úc mà học phí chỉ như tại Singapore. Với cơ hội trải nghiệm hai nền văn hóa, hai hệ thống giáo dục Singapore và Úc, vậy chị có thể chia sẻ thêm chi tiết hơn về thực tế của cái chương trình học tập này? Cảm ơn Hường. Tôi xin chia sẻ về cái chương trình kết nối phân viện, trong tiếng Anh được gọi là Intercampus Mobility của chúng tôi như sau. Đối với chương trình cử nhân thì các em sẽ học 6 học kỳ. Trong 6 học kỳ này thì học kỳ thứ nhất đến học kỳ thứ 3 các em sẽ theo học tại Đại học Công lập James Cook Singapore. Học kỳ thứ 4, học kỳ thứ 5 các em sẽ được phép học tập tại một trong hai phân viện còn lại của nhà trường tại Úc với mức học phí như tại Singapore. Học kỳ thứ 6 thì các em sẽ được yêu cầu quay trở về Đại học James Cook Singapore. Đối với chương trình thạc sĩ thì các em sẽ học 3 học kỳ cho thạc sĩ đơn. Thì học kỳ thứ nhất và học kỳ thứ 3 các em sẽ học tập tại Đại học James Cook Singapore. Học kỳ thứ 2 các em sẽ được học tập tại một trong hai phân viện còn lại của nhà trường tại Úc với mức học phí như tại Singapore. Nếu đi theo đúng cái lộ trình này thì cái thời gian đối với khóa cử nhân sẽ là 2 năm 4 tháng và thời gian đối với chương trình thạc sĩ sẽ là 1 năm 2 tháng. Bởi vì tại Úc ấy, một học kỳ sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng và 1 năm các em chỉ được phép học tập 2 học kỳ thôi theo quy định của chính phủ Úc dành cho sinh viên quốc tế. Và tôi xin nhấn mạnh thêm, đi theo đúng cái lộ trình này thì các em sẽ được học tập tại Úc với mức học phí như tại Singapore, và toàn bộ vấn đề visa từ Singapore sang Úc thì các em sẽ được hướng dẫn tới tại Đại sứ quán Úc ở Singapore để xin visa từ Singapore sang Úc, chứ các em không cần phải quay trở về Việt Nam để xin visa. Và chắc chắn cái việc xin visa từ Singapore sang Úc cũng sẽ thuận tiện và đơn giản hơn rất là nhiều so với cái việc các em phải xin visa từ Việt Nam sang Úc. Đây, cái chương trình này có thể nói rằng là một cái chương trình rất là đặc biệt và độc đáo, chỉ dành riêng cho sinh viên của Đại học James Cook, bởi vì chúng tôi là một trường đại học tại hai quốc gia và có 3 khu học xá. Chính vì vậy chúng tôi mới đưa ra cái chương trình kết nối phân viện với mong muốn các em sinh viên quốc tế trải nghiệm giáo dục tại những quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới, tại Singapore và tại Úc. Và ngoài ra thì chúng tôi mong muốn các em mở rộng kết nối mạng lưới bạn bè quốc tế, trao đổi, giao lưu văn hóa để nâng cao giá trị tấm bằng tốt nghiệp. Và đó cũng là điều mà các nhà tuyển dụng trên toàn cầu đặc biệt quan tâm khi lựa chọn nhân sự làm việc. Cảm ơn chị Linh Trần. Rõ ràng Đại học James Cook Singapore
có tiếng về đào tạo, về các chương trình đào tạo hàn lâm, trải nghiệm đại học sôi động, yêu cầu đầu vào chặt chẽ, cùng với rất nhiều những lựa chọn chuyên ngành đa dạng và nổi bật với các chuyên ngành kinh doanh, công nghệ thông tin, tâm lý học và giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, Đại học James Cook Singapore cũng rất là sôi động với rất nhiều các hoạt động ngoại khóa. Sinh viên của Đại học James Cook Singapore có cơ hội tham gia rất nhiều các câu lạc bộ. Vậy chị Linh Trần có thể chia sẻ thêm về những cái chính sách hỗ trợ cụ thể của trường để đồng hành cùng các bạn sinh viên trong thời gian các em học tập tại trường, để giúp các em vững vàng hơn cũng như là nắm bắt cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Cảm ơn Hương. Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại Đại học Công lập James Cook của chúng tôi thì chúng tôi mở ra 40 các câu lạc bộ khác nhau. Hương có đoán được là lý do tại sao chúng tôi mở ra nhiều các câu lạc bộ như vậy không? Đó là vì chúng tôi muốn giữ các em sinh viên ở trong trường càng lâu càng tốt. Tức là ngoài giờ học chính khóa ra thì các em sẽ tham dự vào các cái câu lạc bộ lành mạnh của nhà trường để phát huy những cái kỹ năng mềm, chẳng hạn như là xây dựng một cái phong cách tự tin hơn này, thế rồi trau dồi nâng cao cái trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh tốt hơn nhé. Và mục tiêu của chúng tôi là giữ các em trong trường càng lâu càng tốt. Và như vậy thì các em không đi chơi nhiều, không shopping nhiều. Tôi nói thật sự Singapore là thiên đường của mua sắm đối với các em nữ đấy. Còn đối với các em nam thì không game nhiều, rồi thậm chí là không yêu đương nhiều. Ngoài giờ học ra là cứ tham gia vào các cái câu lạc bộ lành mạnh của nhà trường. Và một trong số những cái câu lạc bộ mà tôi luôn khuyến khích mỗi một em học sinh sinh viên phải tham gia, đó là câu lạc bộ Toastmaster Club. Câu lạc bộ này có nghĩa trong tiếng Việt đó là câu lạc bộ diễn thuyết trước đám đông, sẽ trang bị cho thành viên trong câu lạc bộ những kỹ năng thuyết trình. Và đây cũng là một cái kỹ năng mà rất là cần thiết nếu như các em sinh viên của bất cứ cái khối ngành nào mà muốn thành đạt trong tương lai đều phải nắm vững và sử dụng thành thạo cái kỹ năng này. Và tiếp đến nữa, một cái câu lạc bộ mà bắt buộc các em phải tham dự vào cái kỳ cuối cùng đó là câu lạc bộ hướng nghiệp. Câu lạc bộ hướng nghiệp của chúng tôi có nhiệm vụ gì? Sẽ có nhiệm vụ dạy cho các em cách viết CV sao cho thuyết phục, cách trả lời phỏng vấn các nhà tuyển dụng giống như tôi với cả cô Hường ngồi đây. Và tiếp đến nữa là hướng dẫn các em cách tìm việc ra sao, rồi kết nối nghề nghiệp cho các em thông qua những các cái hoạt động như tổ chức các cái job career fair, tức là các cái hội chợ việc làm trong khuôn viên của Đại học Công lập James Cook. Các nhà tuyển dụng hàng đầu của Singapore sẽ tới khuôn viên của Đại học Công lập James Cook và phỏng vấn các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp. Nếu như các em vượt qua được những cái vòng phỏng vấn đó thì các em sẽ được giữ lại Singapore sinh sống và làm việc. Tóm lại, chúng tôi sẽ làm hết cách để hỗ trợ các em trong cái quá trình tìm việc làm và trang bị cho các em những cái kỹ năng mềm, những cái kỹ năng tìm việc, những kỹ năng xin việc như thế nào, với cái mục tiêu là hỗ trợ các em, giúp các em tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Và chúng tôi có hẳn một cái bộ phận được gọi là Student Affairs, tức là trung tâm dịch vụ sinh viên để hỗ trợ cho các em. Khi trở thành sinh viên chính thức của Đại học James Cook thì các em sẽ được biết mình dưới sự kiểm soát của các thầy cô giáo nào. Và khi gặp những cái khó khăn trong cái cuộc sống sinh hoạt, học tập tại Singapore thì các em có thể qua gặp các thầy cô để được hỗ trợ. Và cái nhiệm vụ chính của cái trung tâm dịch vụ sinh viên của chúng tôi là hỗ trợ cho sinh viên trong những cái khâu chẳng hạn như là bố trí về nhà ở, tùy thuộc vào đúng cái điều kiện kinh tế của mỗi một em học sinh sinh viên. Rồi tiếp đến nữa là xin visa cho các em đi du học tại Singapore. Rồi trong cái thời gian học tập, nếu như các em muốn tham gia vào cái chương trình kết nối phân viện thì cái trung tâm dịch vụ sinh viên của chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn những cái thủ tục về visa từ Singapore sang Úc cho các em ra sao. Chúng tôi tóm lại là các cái dịch vụ hỗ trợ sinh viên của chúng tôi nói thật sự rằng là rất là tuyệt vời tại Đại học James Cook của chúng tôi. Cảm ơn chị Linh Trần vì những chia sẻ chi tiết về Đại học James Cook Singapore, những cơ hội, những ưu thế khi trở thành sinh viên của Đại học James Cook Singapore. Cảm ơn quý phụ huynh và học sinh đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn du học VSCO. Nếu có bất kỳ những thắc mắc gì, mời quý phụ huynh và các em để lại tin nhắn hoặc đăng ký vào link website của VSCO. Xin chào.
xin cảm ơn Hường. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các em. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị luôn thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và tôi cũng xin chúc cho tất cả các em học sinh, sinh viên Việt Nam của chúng ta luôn thật là thành đạt trong sự nghiệp học hành và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt quý phụ huynh và học sinh.